Xin chào mọi người và nhất là các anh trai tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Đây là video clip em làm về tử vi của năm Kỷ Hợi 2019 cũng như vận hạn của 6 tháng đầu năm của năm Kỷ Hợi đối với tuổi của các anh. Một số cái tuổi mà có thể nói là khá nhiều thăng trầm trong đời sống với rất nhiều cái hay ho. Thì đầu tiên hết, cũng như các video trước thì em hay tổng quát cái thiên tính cũng như là cái vận hạn của cả đời đối với tuổi các anh, sau đó vận vào năm Kỷ Hợi sau. Thì như đã biết thì các anh trai tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 á, với cái thiên can là chữ Bính thì thân cư mệnh thì thường có các sao chủ như là Thiên Đồng, Thiên Cơ, Văn Xương, Liêm Trinh, nên đa phần là người ngay chính, tính là trực tính, không có biết kiềm chế. Tuy là mang mệnh thủy nhưng là người nóng nảy, thì vì là các anh là người đại hải thủy mà, cái ào và sôi không có gì hết. Thiên can và địa chi cùng là hỏa, tương khắc với cái mạng của các anh là thủy, nhưng là cho nên là người khá là nóng nảy, đôi khi là có thể nói là hơi bợt chợt một tí xíu khi mà trẻ người. Thiên can và địa chi do là thiên can và địa chi là khắc với mạng, cho nên là cuộc sống khá vất vả, không may mắn trong đường đời. Là người tuổi Ngọ nên sẽ gặp nhiều thuận lợi khi làm việc mà ở trong cái môi trường hoặc là cái công việc có gì đó mang đến tính lưu động. Chứ nếu mà các anh mà người Bính Ngọ mà làm một chỗ, các anh thì không phải là sở trường, sẽ không có nhiều cái lợi lộc. Các anh là người có như là nếu như các anh mà là quan thì nên chọn quan võ, chứ mà quan văn là coi như xong, không có gì mà ăn được cả. Ví dụ như mà các anh là làm những nghề lưu động đi đây đi đó như giao thương, tài xế thì có anh dù mang là số mạng không tốt, làm ăn đôi lần tay trắng, là đôi lần là các anh là người khá là thăng trầm trong cuộc sống. Nhưng là may nhờ có cái phúc tinh Thiên Đồng trong mệnh nên cũng chịu khó gây dựng lại từ đầu, không biết nản chí. Các anh là cái người mà phải nói là té xuống là đứng lên, té đầu đứng đó chứ không có nản ha. Cái đó là một cái điều hay của người Bính Ngọ, và cũng không phải riêng gì người Bính Ngọ đâu, các người tuổi Ngọ khác cũng thế. Giáp Ngọ cũng vậy ha, Mậu Ngọ, Bính Ngọ thì đều là như vậy, là rất là mạnh mẽ. Như đã nói thì là người Bính Ngọ mà nam mạng sinh năm 1966 là người có ý chí phấn đấu cao, nhiều tham vọng, gặp cơ hội tốt thì cũng dễ tiến xa, nhưng với sự nóng nảy hấp tấp dễ bị kích động khích tướng thì hay dẫn thân vào những cái nơi mà khó khăn. Ai mà chỗ này khó lắm chưa chắc gì anh làm được, là xung phong nhảy vô. Cho nên đó là cuộc sống càng thêm trở ngại các anh, vì thế nên cho nên là thường là cái trách nhiệm vượt quá khả năng của mình ha. Đa phần các anh trai Bính Ngọ sinh năm 1966 thì có mệnh đào hoa ở trong mệnh, người ta gọi là đào hoa di cung đó, nên ít ai xây dựng được mái ấm gia đình một cách trọn vẹn đó. Hay gặp chuyện này chuyện kia, cũng hay có em út ở bên ngoài. Nếu lập gia đình sớm thì các anh mà thật sự là càng nhiều thay đổi, rất là dễ hai đời vợ. Nếu mà không hai đời vợ đi nữa thì ở trong gia đình này mình sẽ có bà phòng nhì ha. Cái đó là nếu mà các anh lấy vợ sớm. Tiền vận thì như đã nói rồi, các anh là số không may, cho nên phải bôn ba đây đó. Với 3 năm mà phải nói là vừa qua, đó là 2016, 2017, 2018, gọi là 3 năm tam tai của cái tuổi trung vận, nó thật sự là một cái điều mà cực kỳ khó khăn cho sự nghiệp, có nhiều chuyển biến xấu. Nhưng hy vọng với vận hạn mới thay đổi sẽ tốt lên. Nam mạng Bính Ngọ 1966 là người có số mạng khó nắm của cải to lớn. Các anh là người không phải là người có tay nắm của. Nếu muốn mà các anh mà thật sự mà muốn cải số, thay đổi cái vận mệnh này thì nên phải tích đức, mới hy vọng tuổi già hưởng cái phúc lộc nó ngon lành, chứ nếu không thì
chị, các anh chị là trung bình khá, có người nào mà giàu lọc giàu nước đố đổ vách được ha, trừ khi họ sinh vào cái ngày tháng nó thật sự là tốt đẹp. À, đó là cái tổng hợp chung về cái tuổi của các anh, có thể nói là thiên tính nè ha, rồi cái vận hạn cả đời nó là như vậy. Chung chung vận vào cái tử vi của năm Kỷ Hợi 2019 đối với tuổi của các anh thì nó sẽ như sau. Các anh là mệnh thủy, là thiên hà thủy đó, là nước ở trên trời, dòng sông trên trời. Mạng thủy mà gặp năm mộc đó, là sinh xuất, người ta nói là xấu về sức khỏe, còn có thể gọi là hao tài. Khi mà cái mạng của mình bị sinh xuất đó, thì cái phúc tinh và tài tinh của các anh nó sẽ bị ảnh hưởng một phần nào, nó mờ lu mờ đi, thì các anh sẽ phải ảnh hưởng đến công việc. Tuy nhiên là các anh có cái sao rất là đẹp cho nam mạng, đó là sao Mộc Đức. À, các anh năm nay sao chủ là sao Mộc Đức, thì người ta gọi là sao Mộc Đức thì may mắn danh lộc tốt. À, người bính họ được cái sao Mộc Đức chiếu mệnh của cái năm Kỷ Hợi, đây là một cái phúc tinh, là sao tốt đem lại sự an vui tốt lành, may mắn nhiều sự về nhiều mặt cho tuổi của các anh. Tốt vào cái tháng các anh là tốt vào những cái tháng như là tháng này nè, tháng 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 Dần, tháng Mùi và tháng Tuất. Đó là tháng Mùi là tháng 6 và tháng 9, rất là tốt cho của các anh ha. Đối với nam giới thì nên chú ý cái dù là cái các anh đó là cái sao Mộc Đức này ấy, là nó lại là thuộc cái hành mộc, cho nên là đối với cái người mà mệnh thủy ấy, thì cái tác dụng của nó lại không có tốt đẹp cho lắm, tại vì dù gì nữa nó sinh xuất từ thủy sinh mộc, gặp nhiều may mắn trong công việc làm ăn, mưu sự dễ thành, nhưng mà đều có một cái này mình bị sinh xuất thì cái đó nó chỉ phát huy tác dụng một tí thôi, chứ ta quên nó mất đi một cái tác dụng một tí chứ cũng không phải là khó khăn gì. Nói chung với sao chủ tốt lành thì hy vọng rằng là sẽ giúp các anh tốt đẹp hơn. Rõ ràng là bây giờ mới có gì đi nữa thì cái vận hạn của cái năm Kỷ Hợi này vẫn tốt đẹp hơn 3 năm vừa rồi, 26, 27, 28 đối với người bính ngọ của các anh, đúng không? Hạn thì các anh thì hạn của năm là hạn Huỳnh Tiền, người ta nói gặp hạn Huỳnh Tiền thì chủ về bệnh tật nghiêm trọng, không nên mưu lợi hay cầu danh quá lớn, chủ về thất bại. Hạn Huỳnh Tiền này thì chủ yếu là về mặt sức khỏe chứ không phải là chuyên về cái công việc làm ăn. Vận niên của các anh là vận niên khá là tốt đẹp, đó là vận niên Kê Giáp Viên, gà về vườn. Cái vận niên Kê Giáp Viên là cái hình tượng con gà được thả ăn trong vườn, thì nó cũng báo hiệu mình tương tự là báo hiệu một năm sẽ no đủ thành công, có tài lộc hạnh phát, được người khác cho biếu tặng tiền hoặc là tài sản, dễ có cái lộc bất ngờ, là người ta nói Kê Giáp Viên là như thế. Làm ăn thì có thể nói là nó sẽ, nếu mà các anh đã trong cái môi trường làm ăn thì với cái vận niên Kê Giáp Viên thì nó sẽ có nhiều thuận lợi trong công việc, dễ sinh tài lộc. Nhưng mà là không nên đó là gọi là cái vận niên Kê Giáp Viên này là nó cũng có cái mặt không được tốt đẹp cho lắm. Không như là đối với tụi của các anh đó, là nếu như mà vận niên Long Ngộ Vân sẽ tốt đẹp hơn. Kê Giáp Viên là các anh lại là cái người thích không thích hưởng thụ, thích tự làm mà tự gánh vươn vai trong lớn 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 lao, thì có những cái mặt nó sẽ không có được phát huy hết cái tác dụng của nó đối với cái người tuổi của các anh. Cho nên là không nên tính làm cái chuyện làm ăn quá lớn vượt cái tầm tay của mình, thì vẫn nói chung là vẫn tốt đẹp. Đừng vì 3 năm vừa rồi thất bại, thấy năm nay có cái vận niên tốt quá quất cho lớn lên thì sẽ không được như các anh mong muốn đâu ha. Rồi đó là về vận niên, còn thiên can bính kỷ thì cũng không xung không khắc về mặt tử vi, tuy nhiên về mặt nạp âm ngũ hành, bính kỷ, bính là hỏa, kỷ là thổ, là thuộc cái nạp âm ngũ hành, tương sinh hỏa sinh thổ, cho nên có thể nói là có tài lộc, nhưng mà nó là nạp âm ngũ hành thì cho nên là không có
nhiều tài lộc lắm đâu. Với cái sự bình hòa về mặt tử vi giữa Bính và Kỷ thì chủ về một năm công việc làm ăn bình thường, tiền bạc làm ra vẫn đủ cho mình chi tiêu, tuy nhiên là tích lũy thì không được nhiều ha. Địa chi ngọ gặp hợi, người ngọ gặp hợi thì người ta gọi là tứ tuyệt, một số nhưng mà với chữ Bính ngọ và Kỷ hợi là tứ tuyệt thật, sẽ có chuyện này là trong cái việc gia đạo ha, không có được suôn sẻ. Như đã nói thì các anh là người khó định số ha, số đào hoa đầy mình thì cái chuyện mà bị bà vợ hay là ghen tuông hoặc là gầy đà thì nó sẽ khó tránh khỏi, và gặp năm tứ tuyệt thì càng có nhiều lý do để mà nó phát huy. Rõ ràng là một cái điều mà cần phải để ý ha. Như vậy đó là cái mặt tử vi của cả năm đối với các anh, thì mình xét xem cái sao mạng, các cái phúc tinh và tài tinh ở trong mệnh nó sẽ như thế nào đối với tuổi của các anh ở trong năm nay. Thì xét về mặt tứ trụ á, thì các anh có cái tứ trụ của năm Kỷ Hợi nó không tốt đẹp, vì có cả thiên hao và địa xung. Thì thiên hao thì nó ảnh hưởng tới phần công việc, công việc thì sẽ có một chút rắc rối, không được tốt đẹp, nhưng mà cũng có được quý nhân giúp đỡ cho nên là danh lộc cũng có phần không bị mất đi, thậm chí tăng tiến, nhưng nên cẩn thận có thể bị hao tốn khó lường. Với mà cái địa xung thì gia đình tình cảm không được tốt đẹp, có thể xảy ra chuyện rối rắm bất an đối với tuổi Canh. Còn xét về mặt tử vi á, thì tiểu vận của năm 2019 lại đi vào bại địa, bất lợi cho danh lộc lẫn phúc thọ, đồng thời còn có thể chiêu cảm các cái sự chẳng lành do sao hạn xấu gây ra. Cái thời gian này là đang trong cái thời gian đại vận 10 năm, từ năm 52 đến năm 61 tuổi của các anh. Cái thời gian này thì tiền của nó, công việc làm ăn mọi điều nó cũng sẽ có nhiều điều tốt đẹp, tuy nhiên là vừa vướng cái tam tai vừa rồi nó làm cản trở cái đại vận 10 năm. Cái đại vận 10 năm này tốt đẹp, tuy nhiên là do là mình cái tiểu vận thì mình của năm là bại địa, cho nên là nó sẽ không có phát huy tác dụng tốt nhất về mặt công việc và ảnh hưởng của đại vận đối với tuổi của các anh. Như vậy ha. Còn tọa cung tiểu vận ấy, tọa cung tiểu vận thì có tấu thơ thái tuế, thì cái này thì như đã nói là các anh là giỏi người ngoại giao, chữ Bính thì rất là giỏi ngoại giao, được nhiều người tin cậy ủng hộ, rất có lợi cho công việc. Đồng cung thì có những cái phá và bại tinh như là thiên la, bệnh phù, thiên hư và đại hao là những chướng ngại. Đây là những cái này báo hiệu là sẽ có người gây hư hỏng bản thân, thì có thể là bị bệnh hoạn gây trở ngại trong công việc, sẽ có tốn hao về tài chính đối với tuổi của các anh. Trung hạn thì có là tham lam và vũ khúc, hội và lộc tồn hội nhập, cho nên là có thể nói là tiền tài thì cũng không phải là cái vấn đề quá khó khăn đối với tuổi của các anh. Các anh có thể xây sở tài chính dồi dào, nhưng khó tránh khỏi bị tai tiếng hay ốm đau trong cái cuộc sống, đặc biệt tan môn và hãm địa đảo nhập ở trong hạn thì các anh rất dễ có tan ở người trong gia đạo, nhất là những bậc trưởng bối, nên cần cẩn thận. Hạn có tử vi thì có phá quân, thức sát, phục binh, thì các anh nên cẩn trọng bị tiểu nhân đâm sau lưng, nhất là những người đã từng kề vai sát cánh với mình, thậm chí là có người ganh ghét hay là thân tính lợi dụng lòng tin để thủ lợi riêng, thành quả đạt được thì coi chừng bị người ta hưởng, mình làm mà người ta hưởng ha, cho nên các anh cần cẩn thận. Rồi cung mệnh thì có tử phù tiểu hao, cái này hai cái này mà kết hợp người ta gọi là cung tặc thần, là người nào mà có cung tặc thần ở trong mệnh thì cung mệnh
thì đề phòng cái việc mất trộm. Người đặc biệt là người từ xưa với nhà mình là tin tưởng đàn em của mình hay là gì đó phản bội mình, đặc biệt là hợp tác làm ăn sẽ không có lợi, dễ gây mất mát dính dáng đến tiền bạc. Đây cũng là năm mà các anh có thể bệnh hoạn, phải giao quyền cho cái người mà từ xưa về công tác mình làm ăn á, thì họ sẽ lợi dụng cái để mưu lợi. Tuy vậy á, là các anh cũng không có cần phải quá lo lắng, nó cũng không đến nỗi trầm trọng đâu. Bất lợi cũng sớm chấm dứt nhờ các anh có là nguyệt đức và long đức độc cung. Nhờ hai cái đó nó sẽ gom lại một cách ok. Tóm lại là phối hợp các yếu tố trên mà đứng về mặt ngũ hành mà luận giải á, thì năm 2019 là can kỷ, nó thuộc âm. Ngũ hành đó thì nó hợp thổ, trung vận là thiếu cung, thổ vượng. Đối với người mà mạng thủy có phần bất lợi, tại vì thổ nó khắc thủy. Nhưng các anh cũng không may là các anh là thiên hà thủy, cho nên là thổ vượng này cũng không ảnh hưởng quá nặng nề đối với tuổi của các anh. Vận thế, vận vận niên là kê giáp viên khá tốt, lại được sao chiếu mạng là một phúc tinh, cuộc sống đầy đủ. Có khó khăn thì cũng không đến nỗi nào quá lo, phải lo lắng. Chỉ cần quan tâm đến cái việc mà gia đạo như đã nói ở trên, thì các anh vào rơi vào năm tứ tiền có thể là nó sẽ có những điều xấu ở trong cái cuộc sống gia đạo, không được suôn sẻ ha. Rồi còn cái cung tài bạch đó, các anh biết sao cái cung tài bạch của các anh đó, thì năm nay nó cũng có cái điều hay hay, chứ nó không phải là cái gì nó cũng xấu ha. Để coi em coi lại coi cung tài bạch, cung tài bạch thì nó được một cái nhị hợp, đó là hóa quyền và lộc tồn đi với hỷ thần. Cho nên là có thể nói là không đến nỗi nào phải quá nhiều cái hao tốn mà xảy ra. Tiền bạc lợi lạc vẫn dồi dào, nhưng khó tránh khỏi cái hao tốn. Các anh năm kỷ hợi mà so với cung tài bạch là các anh làm được, nhưng mà cũng tiêu được, gọi là đại hao tọa vào hạn, tiểu hao thì lưu vào hạn. Đó, đại hao tọa hạn, tiểu hao lưu hạn thì khó thể nào mà nói nè tích lũy được nhiều, làm thì nhiều chưa chắc giữ được bao nhiêu. Đối với tụ của các anh, nhìn chung á, thì rõ ràng là năm Kỷ Hợi có nhiều thuận lợi về công danh tài lộc, nhưng mà bất an về cái việc gia đạo sẽ gây ra tốn hao không ít. Vẫn có thần gọi là vẫn có được sự tốt đẹp hơn ba cái năm vừa rồi, nhưng không như ý, một năm khá tốt đối với tuổi của đứng ngọ Nam Mạng. Xét về mặt công việc, còn xét mặt gia đạo và tình cảm thì mình sẽ nói như sao. Nhưng rõ ràng đó là năm 2019 này, công việc thì có nhiều tiến triển, thì hy vọng rằng nó sẽ tốt đẹp hơn, nó sẽ phần nào hóa giải cái địa chi bị tứ tình, đó là ngọ và hợi. Các anh vốn là người vui vẻ lịch thiệp bên ngoài, nhưng mà trong gia đình lại tỏ ra cứng nhắc quá, lấn át cái người mà vợ của mình, đôi chút là hơi gia trưởng, cho nên là dễ sinh bất hòa. Mọi việc các anh là người gần như là tự làm tự chịu, ít chia sẻ với người bạn đời của mình, tự ý quyết định. Cuộc sống không có hướng nhìn chung ở trong gia đạo, tất cả là mọi người phải theo các anh, điều đó sẽ không có tốt đẹp, dễ đem tới những cái chuyện thất bại. Gặp cái năm tứ tiền nó sẽ dễ gây gổ. Thì trong cung mệnh của các anh thì có hỷ thần hồng đào, hồng loan và đào hoa vây quanh, nên cẩn thận khi mà giao tiếp với nữ giới. Như đã nói, các anh là cái người rất dễ tạo ra cái mối quan hệ ngoài luồng. Thì năm nào bị tứ tuyệt á, thì nó dễ tổn hao, mang tai tiếng, gây bất ổn trong tình cảm vợ chồng. Quan hệ bạn bè thì nên các anh phải nên cẩn thận, vì tuế phá đại hao nhập mệnh báo hiệu nhiều thiệt hại về tiền bạc, uy tín, còn có thể bị vu oan giáng họa, có thể gặp rắc rối với công quyền và pháp lực nếu như không biết đề phòng ha. Với
Kình Dương, Ha Điếu Khách và Tế Phá, thì các anh rõ ràng là không có lợi ở những cái cuộc giao dịch với những cái người lạ mặt, cần cẩn thận ha. Còn đối với các người các anh mà độc thân rồi đó, thì rõ ràng là với tứ tuyệt của địa chi cộng với nhiều cái phá và bại tinh ở trong cái bàn, thì quan hệ năm nay thì cũng chẳng đi đến đâu, thậm chí là còn đem đến buồn phiền và tai tiếng cho các anh, nên các anh cần cẩn thận ha. Về mặt sức khỏe thì rõ ràng can chi của năm bình thường, tuy nhiên là mạng là bị sinh xuất nên sức khỏe có phần bất lợi, cần quan tâm đến cái, với cái hạn hoàn tiền thì cần quan tâm đến cái, các bệnh tim mạch. Nếu phòng và các anh đó, mạng của bệnh sinh xuất cộng với như đã nói ở trên là các anh có những cái phúc phá và bại tinh ảnh hưởng đến phần sức khỏe, thì nên đề phòng tai nạn phạm thân. Bổn mạng của các anh đó, thì năm nay có thể là bất an, nên làm việc thiện để hạn chế cái hung sát của tinh quân đối với tuổi của các anh, như thì mới mong nó an toàn bổn mạng. Như vậy là tử vi của năm Kỷ Hợi 2019 đối với tuổi của các anh là tương đối tốt đẹp, chứ không có xấu, không có nhiều rắc rối như là cái năm 2018, dù là có tam hợp dần ngọ tuất ha. Rõ ràng đó là phần địa chi không có lợi, tuy nhiên và công việc làm ăn thì đối với các anh là cái người mà siêng làm thì có vẻ là tốt đẹp. Thì em có làm vận hạn 6 tháng đầu năm để các anh ứng vào và biết ứng dụng tháng nào tốt, tháng nào xấu, và để mà mình biết là mình đề phòng những cái tháng mà nó không hay ha. Thì đầu tiên hết là tháng Giêng của năm Kỷ Hợi 2019 là tháng Bính Dậu, là một tháng gốc hỏa. Nếu như vậy thì xét về trụ mệnh á, thì các anh mệnh thủy khắc hỏa, bổn mạng tương khắc tháng, phòng bệnh nạn bất ngờ. Tháng Giêng là tháng ăn chơi, các anh đã qua tới hôm nay là ngày 12 giờ đêm ngày 26 rồi, thì các anh trải qua rồi, các anh cũng biết sức khỏe mình nó cũng rề rề cũng phải thôi. Các anh là người giỏi giao tiếp ha, tháng Giêng là nào là nhậu nhẹt, tân niên, tất niên, ui chỉ cho đủ thứ ở trong đó, tân niên rồi đi chúc Tết, cho nên là bệnh đường tim mạch máu huyết nó có vấn đề là chuyện bình thường. Thiên can á, là chữ Bính của Bính Dần và chữ Bính của Bính Ngọ của các anh là cùng hàng thổ, cùng hàng luôn. Công việc và các mối quan hệ xã hội có nhiều thuận lợi, dù là một cái năm ấy nhưng mà các anh đi nhiều, các anh ra được việc của các anh. Địa chi là thuộc nhóm tam hợp Dần Ngọ Tuất, không những may mắn cho gia đạo mà nó còn cho cả công việc. Với cái địa chi mà Dần Ngọ Tuất tam hợp này thì rất là dễ có những cái mối quan hệ mới phát sinh, ổn thỏa trong gia đạo. Rõ ràng á, Tết nhất mà gia đạo vui vẻ cộng với những cái thiên can tốt đẹp, rõ ràng là đem đến cho các anh nhiều điều may mắn ở trong năm này. Tuy nhiên đó là phần sức khỏe các anh cần cẩn trọng ha. Tới nay tháng 26 rồi, chắc là cũng qua rồi, nói chuyện đã qua rồi. Tiếp đến là tháng 2, tháng 2 của năm Kỷ Hợi 2019 là tháng Đinh Mão, một tháng tiếp tục là gốc hỏa. Như vậy trụ mệnh cũng giống như tháng Giêng, các anh phải cần đề phòng về bổn mạng và tai nạn bất ngờ nếu không muốn gì ha. Thiên can là Bính Đinh, Bính Đinh này là không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Bính Đinh thì cùng hành hỏa, cho nên là ok, không có việc gì xảy ra. Địa chi là Ngọ Mão, tứ hành xung, Tý Ngọ Mão Dậu, Ngọ Mão bị tự hành, đã có một chút rắc rối, rối rắm ở trong gia đạo, nhưng không quá lớn lao, vì nó cũng không phải là lục xung như Tý Ngọ ha. Ngọ Mão nó gần nhau, tuy nhiên nó không xung như là Tý Ngọ, nó chỉ là tự lục hại thôi, sẽ có nhiều điều rối rắm ở trong gia đạo nhưng không quá lớn. Tiếp tục là một tháng bổn mạng sẽ phải cần để ý, nhưng mà công việc không có vấn đề, gia đạo một chút gì đó buồn phiền.
Tiếp tục là đến tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch là tháng Mậu Thìn. Tháng 3 âm lịch thì thường là bắt đầu vào khoảng đầu tháng 4. Tháng 3 âm lịch là một tháng mộc. Như vậy là mệnh là thủy sinh mộc, bản mệnh sinh xuất tháng, sức khỏe yếu cần cẩn trọng. Khi mà bản mệnh bị sinh xuất thì phúc tinh và tài tinh nó sẽ bị yếu đi, không có lợi cho các công việc làm ăn và một số vấn đề về cái tiền tài. Thiên can bính mậu thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Thì tiếp tục là một tháng không công việc không có vấn đề, ổn định. Giống như là những gì đã nói ở năm, tổng hợp ở năm thì nó cũng dựa vào những cái vận hạn này mà nó tính ra là công việc làm ăn nó không có vấn đề. Địa chi thìn ngọ thì tự chủ bình hòa, cũng không hình hại, không tương hợp, cũng không xung khắc. Rõ ràng là tốt đẹp trong gia đạo các mối quan hệ. Tháng 3 tiếp tục là một tháng phải cần để ý vào bổn mệnh của các anh, giống như là cái cả năm vậy thôi. Tiếp đến là tháng 4, tháng Kỷ Tỵ. Tháng Kỷ Tỵ thì cũng tiếp tục là một tháng mộc. Như vậy giống như tháng 3, thủy sinh mộc, bản mệnh sinh xuất tháng, sức khỏe là vấn đề mà các anh cần phải để ý. Rồi thiên can bính kỷ cũng không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Bính thì thuộc hỏa, nạp âm ngũ hành, còn kỷ thì nạp âm ngũ hành là thổ. Như vậy là thuộc dòng tương sinh, hỏa sinh thổ, tài lộc dễ sinh, cũng giống tháng 3. Địa chi tỵ ngọ bình hòa, không có hình hại, không có xung khắc nhau, cũng không có tương hợp. Tuy nhiên tỵ ngọ cùng là hành hỏa, cho nên phần tốt đẹp về gia đạo. Tháng 3, tháng 4 thì rõ ràng công việc và gia đạo là hai cái điều mà không có việc gì xảy ra. Đối với các anh bình hòa tạo cho các anh một cái sự thoải mái. Tuy nhiên bổn mạng cũng tiếp tục giống như tháng tháng Giêng và tháng 2 có vấn đề, các anh cần phải để ý. Tháng 5 âm lịch là tháng Canh Ngọ, thuộc thổ. Như vậy mệnh thổ khắc thủy, bản mệnh bị tháng tương khắc, sức khỏe cần cẩn trọng, bệnh nặng, có thể tai nạn bất ngờ. Thiên can thì là bính khắc canh, thiên can tương khắc tháng, gặp nhiều khó khăn chống phá trong công việc, cẩn thận giấy tờ hao tàn và thậm chí sẽ đến kiện tụng. Như đã nói là hai tháng giữa năm của năm Kỷ Hợi là hợp thổ, cho nên thổ sẽ vượng, và đặc biệt hai tháng này là thổ vượng nhất của năm Kỷ Hợi, cho nên nó sẽ ảnh hưởng nhiều đến cái phúc tinh và tài tinh của các anh, không tốt đẹp lắm cho cái việc công việc. Địa chi là ngọ, gặp ngọ là năm sinh tháng tuổi, sẽ không tốt đẹp cho gia đạo và nhiều điều không có ngon lành. Như vậy tháng 5 là một cái tháng có thể nói là khá là xấu đối với tuổi của các anh. Tại sao? Vì là mệnh là bị tương khắc, thiên can cũng bị tương khắc, địa chi lại là năm sinh tháng tuổi. Rõ ràng là tháng 5 là một cái tháng cực kỳ khó khăn, các anh cần phải cẩn trọng nhiều điều. Đặc biệt là các anh là người mệnh thủy sẽ chịu cái sự chi phối thổ khắc thủy rất là nặng ở trong cái tháng 5 và tháng 6. Tiếp đến là tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch thì các anh cũng nó là cũng là một tháng Tân Mùi. Tháng Tân Mùi thì cũng tiếp tục là một tháng thổ. Như vậy thổ nó sẽ khắc thủy tiếp, bản mệnh của các anh sẽ giống như bản mệnh của các anh sẽ giống như là tháng 5. Thiên can thì các anh nó sẽ tốt hơn, đó là thiên can chữ bính hợp tân. Thiên can thì thuộc ngũ hợp, đây là sự hợp uy thế chủ về chủ trí. Công việc làm ăn dễ gặp thuận lợi, cẩn thận, vẫn đang trong cái hai cái tháng cực hoặc cực thổ, cho nên là cần cẩn thận nhiều điều. Địa chi là Mùi với Ngọ là thuộc nhóm lục hợp. Trải qua cái tháng 5 cực kỳ khó khăn về như đã phân tích ở trên, thì đến tháng 6 các anh vẫn tiếp tục chú ý tới cái sức khỏe và bộ mạng của mình. Đặc biệt là hai cái tháng thổ vượng này rất dễ xảy ra tai nạn phạm thân của các anh. Nhưng mà tháng 6 thì đỡ hơn nhiều vì được cái thiên can thuộc ngũ hợp, địa chi thuộc lục hợp. Hy vọng rằng nó chỉ khó khăn tháng 5 thôi, tháng 6 nhờ những cái đó mà nó tương sinh và nó khống chế lại, nó không làm cho xấu đi. Rõ ràng với cái sự tổng hợp về cái vận hạn 6 tháng đầu năm thì công việc chỉ có tháng 5 là hơi khó khăn,
còn tháng 5 là khó khăn, còn những cái tháng còn lại đều tốt đẹp. Tuy nhiên là về mặt sức khỏe thì cả 6 tháng đều có vấn đề, các anh nhớ cẩn thận để mà ổn thỏa cái bộ mạng của mình ở trong cái nửa đầu năm Kỷ Hợi 2019. Như vậy là em đã tổng hợp xong tử vi của năm Kỷ Hợi 2019 cũng như là vận hạn 6 tháng đầu năm của 2019 đối với những người nam Bính Ngọ sinh năm 1966. Hy vọng rằng với những cái thông tin này sẽ giúp các anh biết được là nên làm gì và nên ứng dụng ra sao trong cái cuộc sống của mình. Rất vui vì các anh đã chú ý đón xem. Nếu ai xem video thấy hay xin nhớ bấm like và chia sẻ video này cho nhiều người tuổi Bính Ngọ được biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh anh Ba Tử Vi trên YouTube xin đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái tử vi cũng như là phong thủy chia sẻ về mặt tâm linh đối với tuổi của mọi người. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.